Anh Lâm cứu xem là cái con xe này này, nó này, không biết hơn 100 triệu liệu có bán được không nhỉ? Hơn 100 triệu không bán được thì anh bán mấy chục đi. Bán mấy chục được không anh? Bán mấy chục chắc là bay ngay trong ngày hôm sau luôn đấy nhỉ? Rồi xem hết video, cả nhà cùng xem hết video để biết giá về chiếc xe này nhá. Đấy, một chiếc xe Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc. Nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động nhá. Đây, mọi người xem đây, em quay vào cho mọi người xem. Đây, có vẻ như xe VIP ấy anh nhỉ? Ừ, nó là xe VIP đấy, đúng rồi, xe VIP, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Thế chắc tốn xăng lắm nhỉ? Không, con này chỉ dưới 10 lít trên 100 km thôi. Con này là con Nissan Tiana nhá. Đây, em quay gần một chút cho này. Đây, vào đây đi. Ở da này, ui, da đẹp chưa các bác ơi? Công nhận mới nhỉ? Da đẹp thế, đây này, ui rồi. Cái này sơn vân gỗ đẹp chưa này? Con này công nhận là đẹp thật. Này, tem các thứ còn nguyên này. Đấy, đây nữa, đây. Điều hòa auto luôn nhá. Đấy, và đề khóa thông minh nhá. Đấy, vô lăng của xe rất mới, tí em sẽ quay vô lăng sau. Đấy, rồi, ok, ra ngoài đi. Nissan Tiana 2008, đăng ký lần đầu tiên là năm 2009, số tự động máy 2.0 thôi nhá các bác nhá. 2.0 thôi. Vâng, tiếp tục xem. Thân vỏ dày cực kỳ luôn. Dày cực kỳ luôn. Có bị va chạm vào ai đấy thì người ta sẽ bị thua luôn các bác đấy ạ. Vâng. Đây, quay keo chỉ đấy, keo chỉ đây. Con này đi của em không anh? Sướng không anh? Đừng đang nói keo chỉ trước đã, keo chỉ. Keo chỉ là con xe này vẫn còn nhá. Đấy, không tai nạn mà không ngập nước đâu. Quay cho này trước đã đi. Đây. Đấy, da đẹp chưa? Đấy và sơn vân gỗ đẹp chưa? Các bác thấy có mới không các bác ơi? Mới không ạ? Vâng, rất mới và nội thất thì rất là rộng rãi nhá. Khoảng cách này. Đấy, rất rộng luôn. Cho dù là em là 1m7 nhưng mà nó vẫn còn dài từ đây nữa cơ. Đấy, đúng không? Và đây quay cửa sổ cho nhé. Quay luôn. Đấy. Cửa sổ trời ra vào êm ái nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác nhá. Da này là da mới tinh vừa mới bọc xong nhá. Đấy, da không phải xịn đấy ạ. À mà vừa bé này nó hỏi một chạy có sướng không? Chạy con này sướng, sướng phê luôn, sướng tê luôn. Sướng lòi tòi phòi luôn. Có êm không anh? Êm lắm. Lốp dày nhá, lốp dày. Na đang đúc phanh đĩa phanh ABS đây. Đấy, sơn xi căng mượt rồi. Về dùng ngay, về dùng luôn mà không cần phải sửa sang gì hết các bác nhá. Quay đèn ơi. Đẹp thế nhỉ? Quay. Đèn rất mới luôn và có những cái mắt đèn nét ở bên trong này. Mặt ban đêm lên đúng là nhìn không khác gì xe tiền tỷ luôn. Đấy, chỉ có tiền trăm thôi mà như xe tiền tỷ. Biển 17 có hỗ trợ sang tên. Và đây mắt cảm biến chống va chạm này, camera lùi này, đèn đóm nữa này. Đấy, quay nhanh như này đi. Quay nhanh. Rồi, tiếp tục quay đây. Đây, quay keo chỉ này rồi quay tắt đi cánh cửa này. Đây em ơi, quay luôn. Quay luôn mọi người, vội mọi người lại đi đâu mất hết. Mọi người này bỏ đi mất. Đấy, quay nhanh. Đây nữa. Đấy, các bác ơi, đây này. Cái khóa này vẫn còn sáng này, vẫn còn chấm sơn luôn đây này. Vẫn còn chấm sơn màu vàng luôn. Thế. Chào các bác, còn mở cửa này. Cửa đóng rất êm nhẹ nhá. Đóng như tủ lạnh luôn. Đấy rồi. Đấy. Keo chỉ còn này, tắt đi cánh cửa này. Đấy, rất đẹp nhá. Rồi quay nhanh. Đấy, kính chỉnh điện mở này. Đấy, loa âm thanh mình nghe sướng rồi. Đấy, gương chỉnh điện đây. Chỗ này sơn vân gỗ này. Đây, đồng hồ táp nô này. Táp nô ra nhá. Vô lăng này, quay vô lăng đi em ơi. Đấy, vô lăng tích hợp phím điều khiển này, cũng khi an toàn này, vô lăng 4 chấu này. Đấy, rất là chuẩn, rất là nhẹ luôn các bác nhá. Nằm ở đây nữa đây các em ơi. Cốp mở điện, xăng mở điện luôn này. Đấy, cốp mở điện, xăng mở điện. Hoa xịn. Dài nhá, dài gần 5 mét luôn. Dài gần mét luôn. Đây, em đứng xa xa đây một tí, đứng xa ra để quay cả cái hình dáng của xe này. Đấy, các bác thấy dài không? Dài xuyên suốt 5 mét luôn các bác. Đấy rồi, quay đây. Đấy, này lốp này, lốp Michelin này, lốp dày luôn này. Đấy. Đèn lốp rất mới này, các bác nhìn thấy này, mới chưa? Đấy, sơn xi thì mượt này. Dễ nhời luôn. Đấy, cái này ốp inox này. Đấy, được chưa? Đèn lốp này. Các bác thấy mới không ạ? Đấy. Rồi có xi nhan bao rẽ làm trên gương đấy nhá. Giờ đấy em đã tả cho mình về chiếc xe này cũng như thế là tương đối đầy đủ, tương đối là chi tiết rồi. Liên hệ em để có một mức giá đẹp nhất cho chiếc xe này. Và những mẫu xe như này thì thường thường đợt trước em vẫn bán tầm khoảng 190-200, nhưng mà đợt này em giảm sâu, giảm nhiều, giảm thoải mái. Các bác mình nếu muốn mua chiếc này thì cứ thương lượng cho em nhá, để vào việc các bác nhá. Người ta bán cho các bác bao nhiêu em bán rẻ bao nhiêu, và xe bên em cam kết bảo hành là xe không lỗi các bác nhá, về dùng ngay nhá các bác nhá. Đấy. Ok, cảm ơn các bác mình đã quan tâm ủng hộ và hãy nhớ follow, nhấn theo dõi, nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn tin, nhấn chia sẻ cho em nhá. À em có đổi xe, có thu mua xe, có sang tên hỗ trợ công biển các thứ kiểu luôn nhá. Ok.